Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cúc Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Không biết là có bác nào mà quan tâm đến dòng này, Hyundai Click này không nhỉ? Thì hôm nay em quay báo giá review trực tiếp chiếc này cho quý anh chị bạn tham khảo này. Thì nói qua thông số em này một chút, thì nó được sản xuất vào năm 2008, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc với động cơ 1.4 số tự động quý anh chị bạn nhá. Đấy, bản Click này thì nó là bản nội địa của Hàn Quốc. Đấy. Cực kỳ ok luôn. Sơn xi bên ngoài theo nó mang nước sơn màu đen cũng như là hệ thống la răng đúc nguyên bản theo xe từ lúc mua xe đến giờ. Đấy, cái la răng này là la răng đặc trưng của dòng Gate từ 2000 Gate hoặc là Click từ 2007 đến 2008 này. Cái màu bạc đặc trưng của dòng Gate các bác này. Gate nó mang nước sơn màu bạc hoặc là màu xanh coban thì cực kỳ là đẹp luôn. Các bác làm trong hội Gate hoặc là hội Click ấy thì các bác mua về mà đổi màu em này sang màu xanh coban thì cực kỳ ok luôn các bác nhá. Đấy, vào hội đi chơi với các anh em thì tuyệt vời. Thế hôm nay được sản xuất năm 2008, không một phút taxi dịch vụ gì, xe chuẩn gia đình số tự động các bác nhé. Số tự động dòng Click này động cơ 1.4 thì máy số cực kỳ là khỏe luôn. Chỉ cần bác hơi nhẹ nhẹ cái chân ga thôi là lưng dính với ghế luôn. Đấy. Thế hôm nay nó là bản đủ, nó có cả hệ thống gọi là cửa sổ nóc cũng như là hệ thống phanh ABS và phanh đĩa. Tất cả phần form dáng thân vỏ bên ngoài của em nói dường như chưa chỗ nào gọi là cong vênh méo mó gồ ghề cả. Ngay cả những nắp cabo và những cái đèn, những cái mắt đèn đấy, nó có dấu hiệu hao mòn thời gian từ 2008 giờ, nó ngả một chút gọi là màu hơi ố màu vàng một chút thôi. Nó là tình trạng thông thường của những chiếc xe đã qua sử dụng các bác nhé. Thì đèn đóm em này cũng được ốp lớp mạ chrome, nó bảo vệ chống xước rồi. Cực kỳ ok, tay nắm cửa cũng thế, mọi thứ nẹp chân kính, vè mưa mọi thứ này đều được ốp một lớp mạ chrome. Em này trang bị đầy đủ cả hệ thống đèn gầm, nó là một dải đèn led khoảng 2, 4, 6, 8, 10 cái đèn led các bác nhé. Hiện tại mang biển tư nhân, biển của Hưng Yên đây, 89A12968 các bác nhé. Đăng kiểm của em này dàn tận tháng 5 năm 2022. Với cái mẫu Hyundai Click đời 2008 nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc động cơ 1.4 này thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 215 triệu thôi, là bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác ở những tỉnh lân cận, lân quanh Hải Phòng các bác nhé. Xa xa một chút thì các bác phải, nói chung cái đấy là các bác phải hỗ trợ lại bên em một chút để anh em nó đánh xe đi giao xe các bác. Và tất cả hệ thống loại là cản trước của nó nối với thân vỏ của nó này, mọi thứ đây, những khe hở cực kỳ là đều đẹp các bác, chưa chỗ nào cong vênh méo mó mà chưa một vết gò nắn lại các bác nhé. Đây, quay phần keo chỉ của nó chút này, cũng như phần gầm mẹ nó này. Đây phần gầm bên trên lò xo giảm sóc bên lái các bác nhé, phía trên bên lái đây. Mọi thứ dường như là rất ổn áp rồi. Đấy, cực kỳ ok. Này các bác nhá, tất cả hệ thống gầm của nó rất là sáng. Và cái phần dè chắn bùn của nó còn nguyên zin này. Cái tôn của nó cực kỳ là đẹp luôn. Dù không được sơn lớp sơn chống thấm cũng như là chống han gỉ mà sự nó cực kỳ đẹp luôn. Có phần dưới gầm này này là được sơn một chút thôi này. Đấy, mọi thứ nó dường như là ổn áp nguyên bản, nguyên zin theo xe. Lò xo giảm sóc cũng thế này, không một hiện tượng han gỉ mới mọt. Lốp dép mới được khoảng tầm 85% các bác nhá. Đấy, lốp dép mới là khoảng 85%. Thì hệ thống tôn vỏ cua lốp phía bên đằng sau bên lái này các bác này. Đằng sau bên lái thì được sơn lớp sơn gọi là chống thấm và chống han gỉ cực kỳ là dày rồi. Cho nên chất lượng tôn vỏ của nó thì hoàn toàn là đảm bảo chất lượng các bác nhá. Đấy, qua bao nhiêu năm tháng thời gian sử dụng thì cái lớp sơn của nó còn chưa vỡ ra, chưa chóc ra thì tất nhiên phần tôn vỏ bên trong là chưa có một chút gì gọi là hao mòn cả. Rất là đẹp. Đây, Hyundai Click bản VK các bác này, bản đủ luôn đấy, đủ toàn tập luôn. Hệ thống cửa sổ nóc cũng như là phanh ABS và túi khí đầy đủ. Còn đây là cua lốp bên phụ các bác nhá, cua lốp phía sau bên phụ ạ. Mọi thứ dường như cũng là rất ổn áp rồi, hoàn toàn không một hiện tượng han gỉ mối mọt gì cả. La răng này, cái la răng đời 2008 của dòng Gate này trông rất là đẹp luôn. La răng chính hãng của nó các bác, giờ mua không có các bác nhá, giờ mua có lại la răng này là không có luôn. Còn về cái phần gọi là phía trên bên phụ đây các bác này, cua lốp phía trên bên phụ là tất cả cái lò xo giảm sóc của nó còn sáng bóng sạch sẽ. Đấy, tôn vỏ của nó này dù không có sơn lớp sơn chống thấm chống han gỉ gì mà nó không hiện tượng hao mòn gì cả, không có mục mọt và không có vết nào gọi là vàng ố han gỉ. Đây, tất cả phần tôn cua lốp là rất ok rồi. Còn một chút tôn gầm của nó các bác này, mình sẽ quay luôn tôn gầm của nó từ phía sau quay lên này. Đấy, tôn gầm của nó các bạn cực kỳ là sáng. Tôn gầm của nó cực kỳ là sáng và đẹp các bác nhá. Tôn gầm của nó cực kỳ là sáng và đẹp, tất cả lỗ đinh toán, lỗ kỹ thuật còn thẳng tắp này.
chưa chỗ nào gọn hẳn lại. Phần gầm của nó đấy ạ. Phần gầm của nó đấy ạ. Tất cả hệ thống cổ vô cũng như là phần gầm là chưa có vết chảy xước gì. Đấy. Chưa có vết chảy xước gì cũng như là mối hàn nào khác lạ cả. Chưa vết gọn hẳn các bạn. Rất là đẹp. Đây, quay tổng thể khoang nội thất từ cốp quay lên các bác nhé. Em này có bộ giá của nó là giá này chắc là giá độ rồi. Giá bọc da này cực kỳ đẹp luôn, nó đảm bảo chất lượng. Cái độ hao mòn theo thời gian nó rất là ít. Đấy, có giá để đồ này, đồ cá nhân cực kỳ ok. Trần em này lên lớp trần da các bác nhé, trần da rồi. Đấy, nó giữ nhiệt cũng như cách âm rất là tốt. Hệ thống đường máng nước của nó này, tất cả tôn vỏ này của dòng Hyundai Click này trông rất là đẹp luôn. Tôn vỏ rất là cứng cáp. Mọi thứ dường như là rất ổn áp các bác nhé. Keo chỉ thì chưa mất phân nào. Đấy. Cốp thì rộng rãi. À, kiểm tra cái tôn cốp của nó một chút các bác nhé. Kiểm tra tôn cốp của nó một chút ạ. Tôn gầm của nó này các bác này. Sáng bóng sạch sẽ chưa? Đấy, tất cả hệ thống đinh tán của nó này chưa vết gòn hắn nhé. Hệ thống lốp sơ cua đầy đủ, kích lốp cũng đầy đủ các bác nhé. Đấy, mọi thứ này trong phần tôn gầm của nó này, tôn cốp của nó này sạch sẽ sáng bóng này, không một hiện tượng mối mọt, rất là tuyệt vời. Cốp em này thì nó cũng bị hạn chế bởi cái giá này, khi mà dỡ cái giá này là cốp rất là rộng các bác này. Dỡ cái giá trong cốp rất là rộng nhưng mà để như này nhìn nó rất là hạn chế. Đấy. Cốp này các bác để thoải mái 2-3 vali chồng lên nhau rất là thoải mái luôn. Em này có cả hệ thống gọi là camera gì đây, hệ thống camera hành trình các bác này, gắn sau kính cực kỳ ok luôn. Còn keo chỉ của nó, keo chỉ cánh sau bên lái đấy các bác nhé, keo chỉ cũng như mặt táp ly này rất là sạch sẽ, còn nguyên cái phần da này, phần da này độ lên các bác này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Phần sàn đẹp nhất căng, khoang nội thất thì sạch sẽ. Đấy, hàng lớp ghế da của nó là nó bọc ghế da, trong nó bộ nguyên nỉ nguyên bản, ghế da toàn hoàn toàn là không hiện tượng rách gì cả, cũng như chắp vá gì cả, rất là đẹp các bác nhé. Cánh cửa đóng chắc tay chắc nịch này. Cũng như keo chỉ phía trên cánh lái các bác này, keo chỉ phía trên cánh lái hoàn toàn nguyên zin, không mất phân keo chỉ nào cả. Mọi thứ rất là ổn áp, mặt táp ly sạch sẽ sáng bóng, tích hợp phím khiển cũng như là gương kính cụp xe. Đấy, gương kính cụp xe các bác. Mở ra đóng vào này rất là ok. Vô lăng củ số của nó, vô lăng em này tích hợp túi khí an toàn các bác nhé, túi khí an toàn cũng như là hệ thống gọi là tăng giảm âm thanh, tất cả phím khiển. Đấy, rất là ok. Hàng ghế trước cũng như là lót sàn của nó là lót sàn da rồi. Đấy, rất dễ dàng vệ sinh. Mọi thứ ở mặt vô lăng thì vân sần còn nổi như mới các bác nhé, nổi như mới và đẹp cực kỳ ok. Đấy, em để chuẩn này cho bác ngắm nghe dễ này. Em này được trang bị cả màn hình camera hành trình các bác này, camera hành trình này, tích hợp cả cam trước cam sau đấy các bác ạ. Rất là ok nhá. Đầy đủ đồ chơi. Có hệ thống cửa sổ nóc đây. Nóc được bọc lớp sàn trần da cực kỳ ok. Phần mặt táp lô của nó phải nói sạch sẽ, sáng bóng, không hiện tượng hao mòn, chảy xước gì cả. Đầu đài thì màn hình giải trí, màn hình DVD, có tích hợp cả camera lùi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này loại gì đây? Nước tăng lực Rockstar. Không biết loại làm gì đây. Em cũng không phải làm nhà quảng cáo nên thôi kệ nó đi. Mọi thứ để tay thì tay, mọi thứ gọi là phần cổ số của nó này. Vô lăng cổ số của nó này rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Tất cả con ốc đều vuông hẻm sắc cạnh này, chưa có da con nào cả các bác nhé. Tất cả ốc cánh cửa này, cũng như bây giờ khởi động khoang động cơ cho các bác quan sát này. Ô lô chuẩn là 18 vạn các bác nhé. Ô lô chuẩn 18 vạn này, màn hình của tàu khựa này. Đấy. Rất là ok, khởi động khoang máy này. Máy nổ rất là êm. Máy nổ cực kỳ êm luôn, khoang nội thất thơm tho. Đây khoang máy của nó các bác nhé, khoang máy hoàn toàn khô ráo mộc mạc này, ốc trên máy còn nguyên zin này, chưa ra bất kỳ một ốc nào cả, rất là đẹp. Phần đầu răng mọi thứ, lỗ đinh tán, lỗ kích thước của nó còn tròn vo vuông ghép này. Đấy, những cái ốc bản lề cũng thế, còn nguyên dai nguyên kiện nguyên zin của nhà máy, chưa ra một ốc nào cả. Phần nắp cabo này, keo chỉ cam kết các bác là một không mất một phần, cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác này, đấy, ốc
bản lề của nó nguyên zin này, cực kỳ đẹp nét căng luôn. Máy nổ rất là êm. Cái này thì cái mặt máy là khả năng mặt máy cũng vẫn là còn zin các nhá. Phải nói chủ đi cũng cực kỳ giữ zin, mặt máy cũng vẫn còn zin. Để bác nào mà quan tâm đến mẫu Hyundai Click này thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhá. Để làm việc trực tiếp, giá cả cũng như là cung cấp thông tin hình ảnh góc cạnh chiếc xe này cho quý chị bạn tham khảo. Vâng, bác nào xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký và chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hà Nội, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý chị bạn ở video sau ạ.